Chào anh, 9 đồng 8. Tôi xin lỗi, tôi quên mang ví. Không cần nữa. Không sao, tôi thanh toán giúp cậu. Có 10 đồng thôi mà, cùng làm trong một tòa nhà. Nào, thanh toán một thể. Cảm ơn chị. Chúng tôi đã xem hồ sơ của anh rồi. Chúng tôi cảm thấy anh là một ứng viên vô cùng thích hợp. Tôi là khách hàng quen mua sản phẩm của các anh ở trên mạng, rất thân với giám đốc kinh doanh của quý công ty. Hai suất gà cung bảo, một suất ba chỉ xào cần tây, một suất cà tím xào. Đừng xào cà tím nhạt quá nhé. Alo, ở đâu thế? Gặp nhau đi. Lên tầng mấy vậy? Xuống tầng 1. Đang đi lên đấy. Trùng hợp vậy. Coi như chuyến đi trả tiền cho chị nhé. Khách sáo rồi. Tiền thuê mặt bằng đắt như thế, cậu có như người mất hồn vậy thì sẽ khó kinh doanh lắm đấy. Chị nhận ra tôi không tập trung ư? Hình như có một chút. Đừng để bụng, ai cũng có lúc thế mà. Cảm ơn chị. Cô ấy không nói gì cả. Tôi hỏi nhiều rồi, cô ấy đều nói đi xem nhà. Vậy tôi phải chúc mừng cậu rồi. Ngày tháng thế này vừa mới bắt đầu thôi, tôi đã trải qua hơn 2 năm rồi. Bình thường cũng không biết là bận gì nữa, chỉ luôn nói một câu bận. Về nhà cũng rất ít nói, hỏi nhiều cũng không được. Vậy chẳng phải là ép người ta nói mò sao? Vợ anh có tính cách độc lập, nhưng Hùng Thanh Xuân thì khác. Cô ấy là kiểu người thích có đôi có cặp, làm gì cũng tay nắm tay. Đợt trước có gì cũng nói, giờ miệng kín như bưng. Đi Quảng Tây đăng ký kết hôn không thành. Thật sự không còn lý do nào khác sao? Không có. Đó là lý do khách quan. Con dấu phòng đăng ký bị hỏng. Hay tôi nói chuyện với cô ấy giúp cậu nhé. Nếu tôi và cô ấy cãi nhau, nảy sinh mâu thuẫn, anh đi nói thì không vấn đề gì. Nhưng vấn đề giữa tôi và cô ấy chẳng xảy ra chuyện gì cả. Anh nói gì với cô ấy? Có người mới rồi. Chắc không phải đâu. Tôi chưa từng nghĩ đến chuyện đó. Không thể nào. Hay thuê người theo dõi thử xem. Chỗ tôi có người làm việc đó chuyên nghiệp đấy, tuyệt đối đáng tin. Không không không, chuyện theo dõi tôi không làm được. Cho dù ngột ngạt đến chết, tôi cũng sẽ không làm vậy. Cô ấy gọi. Alo, em đang ở đâu thế? Em đi xa mấy ngày. Anh đừng tìm em. 2-3 ngày nữa em về. Thanh Xuân, rốt cuộc em muốn làm gì thế? Em muốn đi đâu? Xảy ra chuyện gì? Em nói cho anh biết đi. Chuyện lớn thế nào anh cũng có thể gánh được. Em đừng lo, anh nghĩ không thông rồi tự mình phải chịu khổ được không? Em không muốn nói ở đây. Được rồi, em cúp máy đây. Anh đừng tìm em, cũng đừng báo cảnh sát. Em sẽ tắt máy. Tới lúc đó em sẽ tìm anh. Em đừng cúp máy. Hùng Thanh Xuân, em đừng quá đáng quá. Em không thể không để ý đến cảm nhận của người khác như thế. Em biết vị trí của em ở trong lòng anh mà. Em đi như vậy, em bảo anh phải yên tâm thế nào đây? Lẽ nào tình cảm của em dùng để giày vào người khác sao? Em cứ phải cố chấp như vậy, mặc kệ sự sống chết của người khác sao? Không phải vậy, anh đừng nói nữa. Vì em quá để ý đến sự sống chết đấy. Thôi, em cúp máy đây. Tắt máy đây.
Không hiểu gì. Xin chào, cô có muốn vui vẻ không? Muốn. Vậy làm bạn gái của tôi nhé. Bà cô ơi, cuối cùng cô đã tỉnh rồi. Phải rồi. Mật khẩu tấm thẻ này của cô là gì? Là thế này. Tối qua cô bị tai nạn xe. Chiếc xe bị lật ở bãi cỏ bên đường. Tôi đã cứu cô, đưa cô đến bệnh viện. Đây là bệnh viện. Tôi đóng trước viện phí cho cô rồi. Cô xem, tôi hết tiền rồi. Cảm ơn anh. Người đẹp biết cảm ơn mới là nữ thần thật sự. Nhưng cô làm lỡ mất một ngày biểu diễn của tôi rồi. Cô xem, cảnh sát giao thông hỏi tôi suốt cả buổi. Đến trưa cảnh sát hình sự lại đến. Tôi bỏ đi, tôi không nói chuyện tổn thất của mình với cô nữa. Giúp đỡ người khác cũng phải trả giá chút chứ. Điện thoại của tôi đâu? Điện thoại hết pin rồi. Ở đây không có sạc pin, tôi nhờ cô hộ lý đem đi sạc rồi. Anh yên tâm, tôi sẽ không thiếu của anh một xu nào đâu. Tôi gọi anh thế nào? Tôi họ Vu. Chữ Can có móc ấy. Cảm ơn anh Vu. Không có gì. Cũng là cô may mắn. Cô xem, nếu phải tôi đi vệ sinh bên đường thì tôi không phát hiện ra cô được. Trời tối như thế, may mà đèn xe của cô nhấp nháy như ma chơi vậy. Sợ chết khiếp. Thật sự kích thích khả năng tưởng tượng. Cô có muốn ăn gì không? Đồ ăn ở đây bình thường. Nhà tôi ở gần đây. Tôi có chứng chỉ đầu bếp đấy. Trung cấp 1. Từ từ thôi. Cái đó. Để tôi giúp cho cô. Thật ngại quá. Phiền mà, không sao. Phải rồi. Nhà cô không có ai khác sao? Có. Ngon quá. Canh xương. Gãy xương mà, phải bổ sung canxi. Vậy cô không thông báo cho người nhà biết? Thôi, để họ khỏi sốt ruột. Anh làm nghề gì vậy? Diễn viên xiếc. Đoàn chuyên nghiệp ư? Nghệ thuật Bắc Kinh. Thật sao? Tôi thích đoàn nghệ thuật Bắc Kinh nhất đấy. Anh có quen biết ông Vu Thị Chi không? Người ta là lão tiền bối. Cô xem, vừa rồi tôi chưa nói hết câu. Tôi nói là tôi lớn lên bên đoàn nghệ thuật Bắc Kinh. Từ nhỏ tôi đã xem kịch của đoàn này. Đường nghệ thuật rất rộng. Cô có biết đạo diễn Lâm Triệu Hoa của đoàn không? Ừ.
Tôi có cuốn sách đạo diễn ông ấy viết, có cả chữ ký nữa. Thật sao? Tôi không có, nhưng ông ấy từng khen tôi. Tôi từng đóng vai quần chúng trong vở kịch của ông ấy. Cô biết ông ấy nói thế nào không? Ông ấy nói: Vũ Thành Phi diễn hay lắm. Anh là Vũ Thành Phi. Hôm nay tôi gọi điện cho anh chủ yếu là muốn tạo mối quan hệ với anh. Sau này tư vấn Đức Nhân chắc chắn sẽ có vị trí thích hợp với anh. Đúng vậy, tôi có thể trao đổi với anh một chút không? Chỉ mất vài phút thôi. Tôi họ Mã, tên là Rosica. Alo, xin chào. Tôi xin giới thiệu ngắn gọn về bản thân. Công ty chúng tôi là tư vấn Đức Nhân, chủ yếu tư vấn về nguồn nhân lực, còn gọi là công ty săn nhân tài. Tôi họ Giả, anh cứ gọi tôi là Lisa. Xin chào, thuê bao quý khách vừa gọi đã tắt máy. Xin lỗi, thuê bao quý khách vừa gọi đã tắt máy. Vào đi. Anh Trịnh Thu Đông, sếp của chúng tôi muốn gặp anh. Tôi vốn định gọi điện mời anh lên, nhưng sếp tôi nói không, chỉ định tôi xuống mời anh. Sao sếp các anh lại biết tôi? Trên mạng, vừa tra được. Xưng hô với sếp anh thế nào? Họ Hải. Bên này. Tổng giám đốc Hải, anh ấy đến rồi. Chào chủ tịch Trịnh. Chào tổng giám đốc Hải. Vừa rồi thư ký Tôn đã nói với tôi. Thật không ngờ nhỉ. Cậu xem. Thật trùng hợp. Đây là trang web của công ty chúng tôi. Người này là tôi. Hai cốc trà xanh, ở đây hết việc rồi. Lúc ở dưới sảnh, tôi thấy bảng tên một công ty săn nhân tài. Mời ngồi. Tôi lên mạng tra thử, vừa tra đã tra ra cậu, thật trùng hợp. Tổng giám đốc Hải tìm tôi có việc gì vậy? Giám đốc tài chính của chúng tôi sắp từ chức. Tôi không có quan hệ với công ty săn nhân tài nào khác. Thế nên tôi muốn mau chóng tìm người thay thế. Có khó lắm không? Chỉ muốn tôi giải quyết giúp chức vụ giám đốc tài chính đúng không? Đúng thế. Xin lỗi chị Hải. Tôi phải khiến chị thất vọng rồi. Gần đây công ty chúng tôi gặp chút chuyện. Chính tôi cũng trở tay không kịp. Tâm trạng rất tệ. Hoàn toàn không có tâm trạng làm việc. Vậy tôi có thể giúp gì cho cậu Trịnh không? Cảm ơn chị. Chị có thể tha thứ, tôi đã vô cùng cảm kích rồi. Tôi xin lỗi. Mong rằng sau này có cơ hội dốc sức cho chị. Từ khi khách hàng đề xuất ủy thác đến khi công ty tiếp nhận ủy thác, chu trình đều cố định. Tại sao trong này không có? Cầm về viết lại. Nếu dựa vào số cuộc gọi để trả thù lao cho cô, thì đến hộp cơm cô cũng không ăn nổi. Ý thức đề phòng của Lễ Tân và thư ký ngày càng cao. Tôi đã dạy cô 100 cách để vòng qua những người đó. Cô đã thử hết chưa? Tiếp tục gọi. Má Tiểu Hồng. Tôi đã. Tôi không vào đâu. Tôi muốn nói chuyện với cậu. Sẽ không mất nhiều thời gian của cậu đâu. Chị Hùng ơi, chị Hùng, chị đi đâu rồi? Chị ấy đi cả tháng không về. Chẳng phải chúng ta sẽ bị mắng chửi cả tháng sao? Chị ấy cũng thật là quá vô trách nhiệm với tình cảm. Vậy cũng đâu cần phải thế. Như người mất hồn vậy.
chẳng giống đàn ông. Đừng nói chuyện không thấy đau lưng sao? Hai người đừng cãi nhau nữa. Cậu vừa rời đi thì tôi nghĩ ra, không đúng. Một câu tâm trạng tệ không có hứng làm việc là có thể từ chối tôi. Có ổn không? Tôi sợ làm mất thời gian của chị. Tôi lại có cảm giác là cậu không thể hợp tác với tôi. Thậm chí còn chưa nghe xong nội dung cơ bản đã nói là không, khiến tôi cảm thấy bị người ta lạnh nhạt. Tâm trạng của tôi tệ đi trong phút chốc. Thế nên tôi bắt buộc phải nói chuyện lại với cậu để xoay chuyển tâm trạng của tôi trở lại. Nếu không tôi sẽ mất ngủ liên tục mấy ngày. Không phải tại chị đâu, chị Hải. Hoàn toàn là lý do cá nhân của tôi. Thật đấy, là tôi không thể kiểm soát được bản thân, ý thức rối loạn. Muộn rồi cậu Trịnh, tâm trạng của tôi đã tệ rồi. Tôi rất tôn trọng Tổng Giám Đốc Hải. Nếu không thể khiến chị cảm nhận được sự cung kính của tôi thì tôi rất xin lỗi. Đương nhiên rồi, tôi cũng không biết bên cậu đã xảy ra chuyện gì. Coi như tôi lắm mồm. Cậu còn trẻ như thế, sao có thể để mình dễ dàng rối loạn vậy? Cậu mở công ty, trả lương cho người ta, còn phải nộp tiền thuế đắt đỏ như thế. Tâm trạng của cậu không tốt, trạng thái của cậu không tốt. Có phải cậu quá dễ dàng không? Tôi là người từng trải. Nếu cậu bằng lòng nghe, tôi sẽ kể cho cậu nghe về cuộc đời của tôi. Mời chị, thêm vài câu càng tốt. Nếu cậu là ông chủ, không bàn lớn nhỏ, hàng ngày cậu nên bận rộn như một tổng giám đốc, làm việc thục mạng. Cậu sẽ quên hết, cậu chẳng còn tâm trạng nào mà lo chuyện này. Nhưng mỗi lần gặp phiền phức lớn, làm việc thục mạng, cậu sẽ quên đi tất cả. Giống như con quay quay điên cuồng, cậu sẽ không thấy tâm trạng tệ nữa. Được rồi, chúng ta bàn chuyện của chị đi. Giám đốc tài chính của chị sắp rời khỏi công ty ư? Đúng thế. Hợp tác bao lâu rồi? 20 năm. 20 năm sao? Đủ lâu đấy. Là hết hạn hợp đồng sao? Không có hợp đồng. Giám đốc tài chính mà không có hợp đồng sao? Không có hợp đồng không phải do sơ suất, mà là tôi không ngờ anh ta lại muốn rời đi. Nhân sự cần có hợp đồng để bảo đảm, sao lại không nghĩ đến? Anh ta là chồng tôi. Chồng của chị làm giám đốc tài chính của quý công ty. Giờ anh ta nhất quyết rời đi. Muốn rời đi, bao tâm sức cùng nhau gây dựng đều không còn nữa. Theo tôi chỉ cần muốn rời đi thì luôn có thể tìm được lý do. Có thể hiểu được. Không dễ chấp nhận đúng không? Vẫn ổn, có thể chấp nhận được. Lý do rời đi là gì? Không có bổ nhí, không có chuyện ly hôn, chia tài sản, không có gì cả. Anh ấy cũng rất yêu cả nhà chúng tôi. Có thể là do hướng quản lý của chúng tôi không giống nhau. Nhà chị còn ai không? Chúng tôi có một cô con gái ở Thượng Hải, 20 tuổi rồi. Cậu xem, vừa mới kết hôn. Xem này, ảnh đấy. Thật khiến người ta ngưỡng mộ. Cuộc sống hoàn mỹ, không còn mong cầu gì hơn. Xin cậu đấy. Năm nay tôi mới có 45 tuổi, chồng tôi 46 tuổi. Giờ chúng tôi không cầu mong gì hơn, không phải quá sớm sao? Không, không, không. Tôi đã nói về bản thân. Trước mặt chồng chị, có phải chị luôn mạnh mẽ thế không? Không. Tôi biết khả năng của mình có hạn. Tôi sợ bị động, nên tôi mới bộc lộ thái độ vô cùng tích cực ở các phương diện. Có thể sẽ khiến người khác hiểu lầm. Hiểu lầm là quá mạnh mẽ. Chị muốn giữ anh ta lại hay muốn tìm một giám đốc tài chính khác? Tôi mong cậu tìm cho chồng tôi một vị trí tốt. Anh ấy rất ưu tú. Năng lực nghiệp vụ, năng lực quản lý của anh ấy đều rất mạnh. Trước đây anh ấy là một trong 10 thiếu niên kiệt xuất của lĩnh vực kinh tế toàn tỉnh. Tại sao không giữ lại? Hai người là vợ chồng hoạn nạn có nhau, cùng nhau gây dựng cơ nghiệp. Tôi cũng muốn níu kéo. Cũng có thể rời đi là một lựa chọn tốt hơn. Năng lực của anh ấy mạnh, không rời đi, có lẽ không phát huy hết được năng lực của anh ấy. Chị cho rằng năng lực của anh ta mạnh hơn chị, tại sao không giao công ty cho anh ta quản lý? Chồng tôi cũng từng hỏi tôi câu này.
Vậy thì tôi làm gì? Có hai câu đừng nói trước mặt tôi. Ai nói người đó là người tôi coi thường? Thứ nhất, chị có thể đi du ngoạn sơn thủy. Thứ hai, chị có thể về nhà trông con. Tôi không muốn nhàn rỗi. Tôi mới có 45 tuổi. Anh ấy muốn ra ngoài gây dựng sự nghiệp, tôi không ngăn cản. Người một nhà mà, chữ tình đặt lên hàng đầu. Nhưng mảnh đất này tôi phải giữ. Hiểu rồi. Tôi cần tài liệu bên chị, chủ yếu là của chồng chị. Còn cả yêu cầu tuyển giám đốc tài chính của chị nữa. Lát nữa tôi sẽ gửi báo giá cho chị. Nếu chị chê đắt thì có thể đàm phán. Tiền không thành vấn đề. Hiểu rồi. Tiền không thành vấn đề. Chữ tình đặt lên đầu. Chính là ý này. Cậu kết hôn rồi à? Chưa. Sắp thôi. Bạn gái cậu làm gì? Cùng kinh doanh công ty. Công ty gia đình. Thế này đi. Tối nay tôi mời hai người đi ăn cơm. Tôi rất thích mời người khác đi ăn. Cô ấy đi vắng. Đang đi xa. Bạn gái cậu đi đâu? Cô ấy không nói. Hả? Không nói ư? Còn như vậy sao? Không phải cô ấy đang tránh cậu đấy chứ? Không nói rõ. Đây chính là rắc rối mà cậu nói sao? Cảm xúc rối loạn. Nói mơ hồ quá. Có điều làm việc điên cuồng là cách tốt nhất. Sẽ không còn đau khổ nữa. Không còn. Tôi sẽ thử xem. Anh nhận được tài liệu chưa? Đợi chút. Có rồi, nhận được rồi. Mấy giờ rồi mà cậu còn ở công ty? Mấy giờ rồi? Ôi trời. May mà có anh nhắc. Tôi cần gặp anh ngay. Cậu lại sao thế? Như dốc hết sức lực vậy. Cậu đang ở đâu? Cũng phải ăn cơm chứ. Anh xem. Chị ấy vừa gửi cho tôi. Chồng chị ta từng được nhiều công ty săn nhân tài hẹn gặp, còn ở trong top 500 nữa. Tôi đang xử lý tư liệu của anh ta. Người phụ nữ này là người đàn bà thép có tiếng đấy. Chồng tên là Trương Chi Tân. Nhân viên điều tra của tôi đang xử lý tư liệu của anh ta. Mai tôi còn phải đi gặp chị ta. Giám đốc tài chính. Bên anh có tiến cử ứng viên nào không? Để đó đã. Vụ này một tháng vẫn thế, hai tháng cũng vẫn thế. Đừng sốt ruột. Sốt ruột chứ. Người ủy thác của tôi một ngày tìm đến công ty 3 lần, chưa kể WeChat, điện thoại. Cậu cố ý sao? Cố ý gì cơ? Cố ý tìm cảm giác tẩu hỏa nhập ma, quên ăn quên ngủ. Nói linh tinh gì thế? Tôi có gì không bình thường sao? Không bình thường. Cái này khá bất thường đấy. Giống như lúc ở Bắc Kinh vậy. Cậu lại muốn biến thành một người khác. Anh đừng có dọa tôi. Tôi hỏi cậu. Hùng Thanh Xuân. Một người đang sống sờ sờ, bốc hơi giữa nhân gian. Cậu quên cuối thật rồi sao? Hay là giả vờ? Ý anh là gì? Người phụ nữ của cậu mất tích rồi. Không thấy bóng dáng đâu nữa. Giờ việc cậu cần làm là đi tìm cô ấy, chứ không phải là tìm việc cho chồng của người phụ nữ xa lạ. Cậu vượt ra ngoài tình cảm rồi đấy. Ông anh ạ. Tôi muốn tìm cô ấy, nhưng tôi tìm thế nào? Cô ấy nói cô ấy đi nơi khác. Điện thoại thì tắt. Trung Quốc rộng như thế. Cô ấy trốn đi, tôi đi đâu mà tìm? Hơn nữa, tại sao tôi phải tìm cô ấy? Cô ấy đâu phải đứa trẻ bị bán lên núi mà muốn về không về được. Cô ấy đi làm một việc đã có chuẩn bị kỹ càng.
Tôi không sốt ruột. Tôi không sốt ruột. Tôi luôn thầm tự nhủ như vậy. Nhưng đúng là lòng tôi như lửa đốt. Anh nói mấy lời như thuốc doping khiến tôi không cảm thấy đau nữa. Không được sao? Tôi vẫn phục cậu lúc rời khỏi ngân hàng của Pháp. Dám làm, dám chịu. Tôi vẫn sống chẳng đâu vào đâu. Hoặc là làm cho phụ nữ phát điên. Hoặc là bị phụ nữ làm cho phát điên. Anh chị, vẫn chưa ngủ à? Chưa, chuyện gì thế? Trước khi anh về, chị Hùng có gửi tin nhắn WeChat cho em. Sao cậu không nói sớm? Đúng là em đang lờ mơ. Tiểu Huệ, mấy ngày nay anh Trịnh thế nào? Anh Trịnh rất sốt ruột, có giận vô cớ. Chị Hùng, chị đang ở đâu thế? Anh Trịnh lo cho chị lắm. Tôi biết, bảo anh chị đừng giận tôi sai rồi. Cái này tốt nhất là chị tự nói với anh ấy sẽ rất vui. Mai tôi sẽ về trực tiếp nói với anh ấy vậy. Mấy giờ chị về, máy bay hay tàu hỏa, có cần em đón không? Vẫn chưa trả lời, sao cậu không hỏi rõ cô ấy đang ở đâu? Không phải sao? Alo, vẫn chưa ngủ à? Chưa. Tôi đang nghĩ, cậu nói xem liệu có phải Thanh Xuân đi Anh tìm bạn trai cũ của cô ấy không? Đừng đoán mò. Cô ấy đã gửi tin nhắn WeChat cho Thành Công báo là mai về. Vậy cậu nói xem giờ cô ấy đang ở đâu? Không biết. Chuyện này không kỳ lạ sao? Cô ấy liên lạc với Thành Công mà không liên lạc với tôi. Tôi có cảm giác Hùng Thanh Xuân lại khôi phục bản lĩnh lừa đảo ban đầu rồi. Hoàn toàn là một người xa lạ, đúng là rất kỳ lạ. Phải rồi, ngắt quãng một chút. Nhân viên điều tra của tôi gọi điện báo, Trương Chi Tân đó chính là chồng của người ủy thác cậu. Tài nguyên cực kỳ phong phú. Lấy dữ liệu trong kho ra là có thể tìm được 3 mô hình loại A, chứ không chỉ một bên đâu. Tốt. Anh làm đơn hàng cao cấp này đi, tôi làm đơn thấp, tìm giám đốc tài chính mới cho họ. Có mối nào chưa? Chưa. Hùng Thanh Xuân làm trí thông minh của tôi giảm sút rồi. Vợ anh thì sao? Vợ tôi ngày càng đáng yêu. Chuyên xem những chương trình văn nghệ tổng hợp mua vui. Cười đến mức sắp rơi cằm xuống vậy. Vấn đề là chương trình phát lại. Tối qua cô ấy đã xem rồi. Bó tay. Đất nước chúng ta nên có quy định. Những người được hưởng nền giáo dục cao
phải xem những chương trình thế này thì lập tức trao bằng ngay. Phải ra ngoài phục vụ cộng đồng 20 ngày mới được. Tôi có thể thấy vợ chồng hai người vẫn như kiểu người yêu. Tôi phát hiện ra, khiến mình bận, chân không chạm đất, bản thân mệt mỏi, cũng không thể giảm áp lực tinh thần mà còn nhận lại sự đau khổ gấp đôi. Những người nói có thể làm được điều đó đều là ác quỷ. Tôi gửi cho cậu một clip nhé. Clip gì? Đợi chút, đợi chút. Cố lên. Cô vợ đáng yêu thật. Chúng ta có nụ cười này của cô ấy thì cuộc đời này còn gì không vui chứ. Hai ta đều sống vô ích rồi. Tôi dần dần phát hiện ra ưu điểm của cô ấy. Cậu có muốn sống với vợ tôi mấy ngày không? Muốn đấy. Tác phong gì chứ? Mèo đến rồi. Đội thần kinh, anh cười gì chứ? Không có gì, lại nào, lại nào. Anh đáng ghét quá. Rốt cuộc anh cười gì chứ? Nói đi, anh cười gì? Anh kể cho em một vụ hóng hớt nhé. Được, 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 em nghe, mau kể đi. Có vẻ hay đấy. Còn cười. Chào Tổng giám đốc Hải. Tôi đã gửi tài liệu qua cho chị rồi. Chị kiểm tra lại xem. Tài liệu về hai ứng viên. Một người giàu kinh nghiệm, từng làm cả doanh nghiệp trong nước và nước ngoài, thuộc kiểu người hỗn hợp đủ mọi chế độ. Người thứ hai có độ trung thành cao, theo sếp từ Cáp Nhĩ Tân đến Châu Hải, 9 năm không nhảy việc. Đều ghi chú rồi. Vâng, chào chị. Chị Hùng về nhà rồi. Sao cậu biết? Ông chủ cửa hàng ngoài cổng vừa gửi. Anh xem. Chìa khóa xe.
Để tôi. Cậu đến công ty đi. Hôm nay có hai hợp đồng cần ký. Được rồi. Buổi trưa chúng ta đi. Vâng. Làm anh hết hồn. Em dậy lúc nào thế? Em vừa dậy. Em cũng được đấy, ngủ đến 20 tiếng đồng hồ. Lâu vậy sao? Đói rồi chứ? Em muốn ăn gì? Hay là muốn nói gì? Chúng ta... Chúng ta chia tay đi. Hai ngày nay em đã đi đâu? Bắc Kinh. Đi Bắc Kinh sao không nói? Chúng ta không thể ở bên nhau cả đời. Chia tay đi. Em là thần sao? Em có thể thấy được hai người ở bên nhau sẽ có cuộc sống thế nào sao? Thu Đông, anh đừng hét lên với em như vậy. Có thể sự lựa chọn này rất tàn khốc, nhưng chắc chắn không phải là sự lựa chọn xấu nhất. Em nói tốt thì là tốt, em nói không tốt thì là không tốt. Anh thấy không phải hai ta không hợp nhau, mà là người đó đã từ anh trở về. Bài Scarborough Fair cũng từ anh về cùng cậu ta sao? Cậu ta muốn quay lại với em. Em đến Bắc Kinh để gặp cậu ta. Anh ấy đang ở Hàng Châu. Em đi Bắc Kinh để tìm La Y Nhân. Rất đáng tiếc lại không tìm được. Em 3 ngày 3 đêm đều ngủ không ngon giấc. Phải rồi,
Cô ấy bị tai nạn xe. Vào buổi tối, xe bị lật bên ngoài đường quốc lộ. Anh yên tâm, em đã gặp bác sĩ của cô ấy. Cô ấy đã ra viện rồi, không bị thương nặng. Chỉ là sau khi ra viện, không biết cô ấy đã đi đâu. Không ai liên lạc được với cô ấy. Hai người đúng là giống nhau. Em tìm cô ấy làm gì? Em đã tìm Trung Hoài Lan, luật sư của cô ấy. Cũng không liên lạc được với cô ấy. Em còn tìm cả chủ tịch Mạnh của Sơn Cốc. Ông ta là người cuối cùng gặp cô ấy. Ông ta cũng không liên lạc được với cô ấy. Em tìm Lai Y Nhân làm gì? Em muốn đưa cô ấy về tái hợp với anh. Hùng Thanh Xuân, em bị bệnh sao? Đến bản thân em còn chưa biết thế nào. Em còn can dự vào cuộc sống của người khác. Anh xem, vừa nói đến Lai Y Nhân anh đã khác rồi. Có thể hai người đã đạt đến mức hòa chung làm một. Còn chúng ta thì không. Lần trước ăn cơm, nhìn là em đã biết em không thắng được người phụ nữ ấy. Duyên phận của chúng ta không thể nào bằng duyên phận giữa anh và cô ấy. Em đừng giả bộ với anh. Nếu như không ăn bữa cơm đó thì sao? Em đừng tìm lý do cho việc nối lại tình xưa của mình. Nếu người đó không tự anh trở về thì em có nói thế không? Chắc chắn em sẽ nói Hùng Thanh Xuân hợp với anh hơn Lai Y Nhân cả trăm lần, đúng không? Nếu không có bữa cơm đó, có thể sẽ chẳng có gì xảy ra cả. Anh ở bên em không như ở bên cô ấy. Em đừng cố làm ra vẻ huyền bí. Em đừng đem mấy cái tủi thiệt đó đổ cả lên Lai Y Nhân. Được. Anh sẽ không cố hỏi vì sao. Em muốn chia tay thì tùy em. Anh là người cao thượng. Anh sẽ không làm phiền em nữa. Em yên tâm đi. Tình cảm của chúng ta có thể nói rõ ràng được. Còn với cô ấy thì không. Dù anh có thừa nhận hay không, thứ nói rõ ràng được gọi là tình, thứ không nói rõ ràng được gọi là duyên. Tình nhạt, duyên sâu. Giống như em với Khải Văn Dương. Nhưng anh trượng nghĩa hơn em. Lại nhân đến tìm anh. Anh từ chối cô ấy, giữ em lại. Cảm ơn anh. Giữ thể diện cho em. Em không như anh. Em đi theo trực giác như một con cún ngốc nghếch chỉ biết đến một người. Khải Văn Dương đến tìm em, em buộc phải thừa nhận. Với anh thì em không thấy hài lòng như với anh ấy. Với anh ta em hài lòng hơn. Em hài lòng hơn với anh ta. Vậy là nói anh cũng hài lòng với Lai Y Nhân. Như thế em mới yên lòng, mới giải thoát, phải không? Anh có thể nghe em nói hết không? Em nghĩ nếu em đi thì cũng không thể để anh lại đây một mình. Lại nhân đến nhờ cậy anh, hơn nữa vào lúc khốn đốn nhất, vì em mà cô ấy bỏ đi. Thế nên em phải đi tìm cô ấy. Không thể, không thể là người trong lòng của anh. Nhưng ít nhất cũng có thể giúp anh đưa người trong lòng đó của anh quay về bên anh. Em cứ đi. Mọi việc sau đó anh sẽ tự lo liệu được.
Em tự thu dọn đồ đạc đi. Anh sẽ không nhìn nữa. Xe đang đỗ ở bên đường đối diện siêu thị. Anh có thể cho rằng em ích kỷ. Chỉ là em đã thấy rõ sự thật thôi. Alo, Tổng Giám Đốc Hải. Tôi xin lỗi. Gần đây nhà tôi có chút chuyện. Việc chị nhờ tôi chỉ có thể đơn phương dừng lại. Thật xin lỗi. Xin bớt giận. Chuyện này đối với tôi mà nói là chuyện lớn. Là chuyện vô cùng lớn. Mong chị có thể lượng thứ. Vậy chị cứ khiển trách. Tạm biệt. Anh à, anh không sao chứ? Không sao, tôi hơi chóng mặt thôi. Cảm ơn. Nào, có cần gọi taxi không? Không cần, một lát là khỏi thôi. Vậy được, vậy tôi đưa anh sang kia. Cảm ơn. Alo. Anh bảo Thành Công và Giải Y Mai đến giúp em thu dọn nhé. Không cần. Đồ của em thật ra rất ít. Còn lại đều là của anh. Lúc nào đó ngồi lại tính toán. Em đem 50% của em đi. Được. 50% đó của em trừ đi 200 vạn tệ lúc trước, phần còn lại em sẽ mang đi. Bữa tối có phải đợi em không? Không cần. Mọi người cứ ăn đi.
Em rời khỏi công ty thế này, anh sẽ nói với họ thế nào? Anh chưa nghĩ đến. Nói là em đi rồi thôi. Họ đều còn trẻ, sẽ không xem nặng việc này đâu. Sao tàn nhẫn vậy chứ? Bình thường em cũng đối tốt với họ lắm mà. Anh bảo họ tính toán sổ sách. Đợi điện thoại của em. Thôi nhé. Chào anh. Tôi gọi điện nhưng anh không nghe máy. Nhân viên điều tra của anh nói là anh đến đây. Tôi và anh ấy đã nói chuyện trực tiếp 2 lần, nói chuyện điện thoại 2 lần. Tôi đã rất quả quyết, không cho anh ấy níu kéo. Cô sợ cậu ấy mà níu kéo thì cô sẽ do dự. Tôi sẽ điên mất. Dù sao thì tôi đi với bạn trai cũ. Tôi còn có chỗ nương tựa. Anh ấy bị tôi bỏ rơi. Anh ấy sẽ nghĩ như vậy. Không có nơi để nương tựa, anh ấy sẽ đau khổ hơn tôi. Hôm nay tôi đến tìm anh là muốn nhờ anh ở bên anh ấy vài ngày này, nói với anh ấy những mặt tốt khi rời xa loại người như tôi, nói rằng mọi việc chưa hẳn đã là không tốt. Tôi đi rồi, tương lai sẽ rộng mở, anh ấy nên vui mừng. Cậu ấy thường phải chịu nhiều đả kích, chắc sẽ chịu được. Thái độ của tôi là thứ yếu, nhưng tôi phải tỏ rõ thái độ. Vì quyết định này của cô ảnh hưởng đến tôi. Anh nói đi. Tôi không thấy giữa cô và Trịnh Thu Đông xuất hiện thứ gì không ổn. Ích kỷ, nghi kỵ, ngoại tình, cờ bạc, nghiện hút, cái gú cũng không. Hai người biết điều tiết, cuộc sống cũng êm đềm. Nhưng cuối cùng vẫn chia tay. Điều đó khiến người ta suy sụp. Thật vô lý. Tôi sẽ giúp cậu ấy giải sầu. Nhưng nói thật, tôi khinh thường sự lựa chọn của cô. Anh có thể khinh thường. Rời xa anh ấy
tôi cũng không hề vui vẻ. Nhưng lòng người là vậy, tôi không thể tự lừa dối bản thân. Đối với tương lai mà nói, hôm nay tôi muốn rời đi và tôi đã đi rồi. Vậy là đã có trách nhiệm đối với chúng tôi rồi. Nỗi đau của anh ấy chỉ là tạm thời. Thực ra là cô yêu người khác rồi, không cần phải nói thêm gì nữa. Cho dù là yêu người khác, hợp và tan vốn do tình cảm chi phối. Bắt đầu có lý do, kết thúc cũng có lý do. Hợp hợp tan tan, không phải cuộc đời đều như vậy sao? Chào anh. Giặt khô và là ủi. Có thẻ không? Có. Và lấy một bộ từ tuần trước. Vâng, đợi chút. Chào anh. Anh là Trịnh Thu Đông phải không? Tôi là Khải Văn Dương. Tôi nói chuyện với anh được không? Thành Xuân không cho tôi gặp anh, nhưng tôi vẫn đến. Tôi muốn xin lỗi anh. Chúng ta đều không thể rời xa cô ấy, nên kết quả sẽ có một người đau khổ. Đầu tiên cậu làm cô ấy tổn thương, giờ lại làm tổn thương tôi. Nhưng chúng tôi chưa từng làm tổn thương cậu. Hùng Thanh Xuân là một con người. Cậu không cần thì ném sang một bên, cần thì lại bắt đi. Hoàn toàn không để ý đến cảm nhận của người khác. Anh chị, anh nói tôi thế nào cũng được. Tôi và cô ấy chia tay, tôi làm tổn thương cô ấy. Tôi sai rồi, bây giờ tôi muốn sửa sai. Nhưng điều đó sẽ làm tổn thương anh. Rốt cuộc cậu muốn nói gì? Cậu muốn xin lỗi tôi sao? Đúng vậy. Không cần đâu. Hai chúng ta không đội trời chung. Cậu không cần xin lỗi tôi, cũng như tôi không cần chúc phúc cho cậu. Người cũng mang đi rồi, còn xin lỗi gì nữa? Chẳng phải cậu được giáo dục cao cấp ở Anh sao? Đây gọi là thân sĩ. Gì mà thân sĩ chứ? Là thân sĩ bại hoại thì có. Tổng giám đốc Trịnh và tổng giám đốc Hùng cùng nhau lập nghiệp, cùng nhau chịu khổ. Nói câu khó nghe, ngủ với nhau bao lâu như vậy? Anh nói vớ vẩn gì thế? Tôi đâu có nói vớ vẩn. Chị Hùng như này gọi là gì? Chẳng phải là không làm sẽ không chết sao? Con người anh Trịnh rất tốt, nhưng chị Hùng có tự do của chị ấy. Khải Văn Dương người ta ở nước Anh, là đối tác của công ty lớn. Anh ta đẹp trai, chị Hùng bị thu hút cũng là điều bình thường. Còn nữa, thôi nói cái câu không làm không chết đi. Tôi ghét nhất câu này đấy. Đẹp trai có tác dụng gì chứ? Đối với những người không đẹp trai mà nói thì đẹp trai mãi mãi không có tác dụng gì. Đừng cãi nhau nữa. Tôi thấy anh Huệ nói có lý. Đàn bà lật lọng sẽ trở thành thói quen, không tốt. Chữ lật lọng này tôi tuyệt đối sẽ không nói. Nhưng nói đến tự do, hôm nay cô lại chấp nhận bạn trai cũ là tự do của cô. Không sai. Nhưng lúc anh ta nói chia tay thì đó là tự do của anh ta. Cô có không? Không có. Tôi không muốn can thiệp chuyện của hai người. Tôi chỉ muốn nhắc nhở cô phải để ý đến cảm nhận của Trịnh Thu Đông. Phải tìm được cách tốt nhất giảm bớt sự đau khổ cho cậu ấy. Phải xứng đáng với quãng thời gian đó của hai người. Tôi đã cố gắng làm tốt nhất mọi chuyện rồi. Cô không hề. Trước khi đi Bắc Kinh, cô gọi điện cho cậu ấy ở sân bay. Lúc đó tôi ở ngay cạnh cậu ấy. Cô không nói cô đi đâu, cũng không nói khi nào về, mà để cậu ấy đoán, để cậu ấy lo lắng. Tôi nói cho cô biết, hôm đó cậu ấy đã phát điên. Tôi muốn đi tìm La Y Nhân. Tôi muốn nói chuyện với cô ấy, để cô ấy quay về bên Thu Đông. La Y Nhân đến Hàng Châu. Ánh mắt hai người họ nhìn nhau không phải anh chưa từng nhìn thấy. Chúng ta đều biết hai người họ mới là hợp nhất. Nhưng tôi nói với anh ấy những chuyện này thế nào đây? Lúc cô tống tiền cậu ấy thì đó là trí tuệ, là chu toàn. Nhưng bây giờ thì sao? Không biết nên nói cô thế nào nữa. Thời gian trôi qua, lòng người đổi thay. Đừng để bụng nhé. Những lời tôi nói vừa nãy có hơi khắc nghiệt.
Lúc chia tay thì là cả một vấn đề, nhưng dần dần cũng chẳng là gì nữa. Thái độ của tôi rất đơn giản: không chấp nhận xin lỗi, không tán thưởng cách làm này. Hùng Thanh Xuân chọn ai là do cô ấy quyết định. Chúng ta nên làm gì là tùy. Đó là quần áo của cô ấy. Cậu đem về đi. Hay là anh đưa cho cô ấy đi. Cô ấy không cho tôi đến tìm anh, nhưng cậu đã đến gặp tôi rồi đấy thôi. Cậu muốn nói dối cô ấy sao? Vì tôi không muốn nói dối Tổng Giám Đốc Trịnh nên tôi mới về rất muộn. Về đến nhà là vào phòng ngủ luôn. Anh đã sớm nhận thấy Tổng Giám Đốc Hùng có vấn đề sao? Tôi không nói là muốn cho chị ấy cơ hội. Chủ nhiệm Huệ, nếu công ty Săn Nhân Tài Đặc Huệ mời anh làm chủ nhiệm văn phòng thì anh sẽ không đi sao? Anh sẽ nói đi là không trung thành sao? Có nhiều chuyện cô không hiểu đâu. Không cần hiểu. Tôi thấy Tổng Giám Đốc Trịnh quá đáng thương. Có nhiều chuyện tự tôi cũng không hiểu nổi. Vì vậy tôi mới không cho anh ấy liên lạc với tôi. Sao hôm nay anh lạnh lùng vậy? Như vậy sẽ mau kết thúc. Dây dưa không dứt khoát là dày vỏ. Cũng đúng. Đau khổ và vui vẻ luôn song hành. Sau khi tôi rời khỏi Hàng Châu, vẫn có thể liên lạc với anh chứ? Hoàn toàn có thể. Nhưng nếu chỉ vì nghe ngóng tình hình của cậu ấy thì không cần đâu. Tại sao? Trò chơi kết thúc rồi. Giả Y Mai, cô sớm đã biết chuyện Tổng Giám Đốc Hùng với người nước Anh kia, nhưng cô đã không nói với Tổng Giám Đốc Trịnh. Im đi, anh nói bừa, tôi không biết gì hết. Có biết hay không thì trong lòng cô rõ nhất. Uổng công anh Trịnh đối tốt với cô như vậy. Yên lặng. Tháng sau tôi sẽ đưa cô ấy về anh. Nếu anh muốn đến anh thì có thể liên lạc với tôi. Cảm ơn. Nếu như anh dùng cách của người quân tử cướp mất người phụ nữ của tôi, tuy tôi đau khổ nhưng sẽ chấp nhận xin lỗi. Đừng đùa nữa. Đó là vì cậu không yêu cô ấy. She says rosemary and thyme. Remember me to one who is there. She once was a true love of mine. Về đối tác bỏ vốn, cách thức không vấn đề. Phân chia lợi nhuận, chia sẻ rủi ro. Không vấn đề, anh ấy đã ghi rõ trong phần ghi chú rồi. Kéo xuống dưới, tổng số trừ đi 20, đúng, chính là chỗ này. Tổng số trừ đi 200 vạn tệ còn lại là của Tổng Giám Đốc Hùng. Rốt cuộc 200 vạn tệ đó là thế nào, tiền phạt sao? Trước đây chị Hùng đã từng lừa anh Trịnh một khoản tiền, chính là 200 vạn tệ. Đừng nói bừa, đối chiếu tiếp đi. Hạch toán thanh lý tài sản cố định. Không vấn đề gì. Thực ra không động vào tiền thuế thì sẽ không có vấn đề gì cả. Hai người họ chia tay trong hòa bình thì có thể có vấn đề gì chứ?
Đúng thế. Chị Hùng cũng không nghĩ sẽ rời bỏ anh Trịnh. Số giấy tờ này vẫn luôn quy phạm như vậy. Nếu có ý định từ trước thì chỗ giấy tờ này đã rối tung cả rồi. Rốt cuộc 200 vạn tệ đó là thế nào? Lừa thế nào? Trước khi hai người họ quen nhau, muốn thức thông đêm đúng không? Phân chia giúp hai vị tổng giám đốc. Tối nay còn phải đối chiếu một đống tài liệu. Đừng buôn chuyện nữa được không? Được được. Tổng giám đốc Hùng đi rồi, tổng giám đốc Giả đến. Làm việc đi. Bớt nói bừa đi. Em đi rồi, đến trả lại chìa khóa. Cái thùng này sẽ xử lý thế nào? Anh cũng chưa biết. Chẳng phải chúng ta đã cùng mua nó ở Đài Loan sao? Chia tay đúng là chuyện phiền phức. Nhiều đồ quá. Vứt hết đi. Vứt càng sạch sẽ càng tốt. Thời gian này em rất không thoải mái. Luôn nghĩ đến anh. Rất nhớ những tháng ngày đó. Giờ nghĩ lại vẫn cảm thấy ấm áp. Có lẽ sau này em sẽ không tìm được người như anh, người luôn chiều chuộng yêu thương em. Cũng coi như không uổng phí. Cảm ơn anh. Như nhau thôi. Thành công đã chuyển tiền cho em chưa? Chuyển rồi. Số tiền đúng chứ? Thật ra không cần gấp như vậy. Em cũng không cần tiền gấp. Công ty vẫn cần. Công ty cũng không có nhu cầu gì. Cũng không mua nhà nữa. 200 vạn tệ đó anh giữ lại là anh vay. Cuối cùng cũng phải trả. Nên thế. Đừng cứ đứng mãi, ngồi đi. Thôi. Lúc chưa đến thì lại muốn đến. Đến rồi lại cảm thấy dường như không nên đến. Lạ thật. Đều như vậy cả.
Vì anh, em đã thay đổi rất nhiều. Anh biết không? Anh cũng vậy, không như trước kia. Nhưng em vẫn có cái không thay đổi. Lấy gì? Thường bất ngờ đưa ra những quyết định quan trọng, luôn nằm ngoài dự tính của người khác. Là Tiểu Huệ à? Chắc không phải. Chưa ngủ à? Tôi biết cậu vẫn chưa đi nghỉ mà. Trùng hợp thật. Trùng hợp thật. Tôi được ủy thác đến đây an ủi cậu. Hai người nói chuyện đi, em đi trước đây. Em để xuống đi, ngày mai để anh xử lý. Không cần. Hãy để người thắt nút tháo nút. Cứ để em làm. Mở hộ em cái cửa. Anh tìm giúp anh ấy một người tốt hơn tôi. Tôi sẽ cố. Tạm biệt. Tạm biệt. Xử lý thế nào? Anh không cần tiễn đâu. Anh ấy ở bên dưới. Tạm biệt. Tạm biệt. Tại sao lần nào người phải chịu đau khổ cũng là cậu? Nỗi đau lần này của tôi quá lớn. Cậu hoặc là không sao, hoặc là bị thương nặng, bị tổn thương, đau khổ tột cùng. Cứ sống đi. Vận đen qua đi, vận may sẽ tới. She said
Hai người đàn ông các anh mà có thêm em chuyển vào coi như các anh gặp may nhé. Không chỉ xinh đẹp mà còn hiền lành đức hạnh. Em chính là thiên sứ mà ông trời phái tới cho các anh, đúng không nào? Tổng giám đốc Trịnh, cảm ơn cậu. Chào Tổng giám đốc Hải. Xin lỗi, gần đây tôi... Tôi biết, dạo này cậu gặp khó khăn, thế nên tôi đến cảm ơn cậu. Trúc Tiểu Mỹ đã đi làm ở công ty chúng tôi rồi. Cô ấy rất khá, năng lực làm việc cũng rất tốt, cũng không thua kém chồng tôi. Vì thế tôi phải cảm ơn cậu đã giới thiệu. Trúc Tiểu Mỹ, cô ấy đã vượt qua vòng phỏng vấn của các cô sao? Là thế này, Tổng giám đốc Trịnh. Em biết dạo này tâm trạng anh không tốt. Em đã nhận giúp anh việc tìm giám đốc tài chính mới cho họ. Em đã thay anh phỏng vấn Trúc Tiểu Mỹ. Tuần trước, Tổng giám đốc Hải đã gửi thông báo đi làm rồi. Cô ấy đã đi làm rồi. Đi ra đã 3 tuần rồi. Tổng giám đốc Trịnh, thương trường chìm nổi, tình trường khó đoán, sẽ luôn có những khó khăn. Hình như cậu vẫn chưa chuẩn bị tốt tinh thần. Mời ngồi. Đúng thế, luôn có bất trắc. Không ai có thể chuẩn bị tốt cái gì cả. Chị Hải còn có gì muốn nói, xin dạy bảo. Dạy bảo thì tôi không dám. Chúng ta đều là bạn với nhau. Tôi nói thẳng, cậu không bận tâm chứ? Chị cứ nói. Cậu đừng trách tôi. Tôi muốn đưa Huệ thành công đến công ty của tôi, có được không? Chuyện gì vậy? Huệ thành công phù hợp phát triển ở công ty Hải San hơn. Huệ thành công, ra đây cho tôi. Tổng giám đốc Trịnh, không phải em thừa nước đục thả câu. Thực sự là trùng hợp. Anh từng nói, trong công việc, nếu bỏ lỡ cơ hội đồng nghĩa với trừng phạt sinh mệnh. Sáng nay vừa mới phát lương phải không? Vâng. Cảm ơn anh đã thêm tiền thưởng cho em. Cậu đã quyết định sẽ ra đi. Nhưng chỉ chờ đến sáng nay phải không? Không hẳn vậy. Dù có phải, em tin anh cũng sẽ không vì chuyện đó mà trách em. Đều là tiền mồ hôi nước mắt. Vậy hợp đồng với công ty thì sao? Đã quá hạn 9 ngày. Anh bận quá. Thank you.
Đi rồi cũng tốt. Đối với cậu là một cơ hội tốt để nâng cấp đổi đời. Người đi hết cả rồi còn mở công ty gì nữa. Hôm nay tôi hẹn cậu ra là để nói với cậu. Chỗ tôi có người chuyên nghiệp. Có muốn cân nhắc không? Tôi là người kiến thức sâu rộng sao? Nếu không phải cậu thì còn ai nữa? Nghĩ thôi đã thấy nản. Dù thế nào cậu cũng không nên nói thế. Cậu đã thất bại đâu. Số liệu tài chính, thành tựu nổi bật, mọi thứ đều đang đi lên. Chỉ là mất đi một người phụ nữ, một trợ lý thôi. Cậu biết trang săn tuyển không? Trang săn tuyển? Trước kia từng tiếp xúc, họ từng giúp tôi. Đúng thế. Cậu từng giúp họ tuyển đầu bếp chính của khách sạn. Chào Tổng Giám đốc Trịnh. Cậu là người của trang săn tuyển ư? Vâng. Tôi từng nghe Tổng Giám đốc Đới nhắc đến anh. Tôi là Điền Nghiêu. Ngồi đi. Ngồi đi. Để tôi giới thiệu lại hai người. Tổng Giám đốc Trịnh, Điền Nghiêu. Cậu ấy đã làm ở trang săn tuyển 4 năm. Giờ muốn đến làm ở một doanh nghiệp. Công ty cũng rất ủng hộ cậu ấy. Ban đầu tôi định mời cậu ấy đến công ty Đặc Huệ, sau không đồng ý. Nếu sang công ty cậu, cậu có hứng thú không? Tôi từng làm 4 năm cho trang săn tuyển, làm 3 năm trợ lý cho hai vị cố vấn, từng làm kiêm chức ở cả Đặc Huệ và Tân Nhân Phẩm Cách, cũng từng làm nhà tuyển dụng cho doanh nghiệp nhà nước. Trong hệ thống đánh giá thành viên của nội bộ trang săn tuyển, tôi được đánh giá rất cao. Đánh giá nghiệp vụ đều nằm hết trong hồ sơ, tôi vừa gửi vào mail anh. Người được Giám đốc Lâm giới thiệu, tôi sẽ rất coi trọng. Chào Tổng Giám đốc Trịnh. Cảm ơn. Chào anh Lâm. Mấy hôm nay tôi ngủ không ngon giấc. Cứ nhắm mắt lại là lại nghe thấy tiếng ong vo vo. Rất nhiều bóng đen lởn vởn ở đây. Còn xuất hiện nhiều cảnh tượng lạ, như bãi đá khổng lồ xuất hiện trong cô gái dòng họ Ubervin vậy. Stonehenge. Bóng ma nước Anh. Người giải mộng sẽ nói cậu vẫn đang bị ảnh hưởng bởi mối ràng buộc có liên quan đến nước Anh. Thực chất là cậu không quên được Hùng Thanh Xuân. Còn cách phân tích của tôi thì hoàn toàn ngược lại. Hùng Thanh Xuân đang rời cậu càng lúc càng xa. Trong những trải nghiệm của cuộc đời cậu, lần này không đáng gì, sẽ quên nhanh thôi. Thật sao? Thật. Thời gian là một tác gia vĩ đại. Nó nhất định sẽ viết ra câu trả lời hoàn hảo. Hình như thế. Tôi quên đây là câu nói của ai rồi. Cậu Điền Nghiêu kia, mai cho đến chỗ cậu làm nhé. Được. Được. Cậu phải nói thế. Được. Người ứng tuyển nên là những người như thế nào? Chấm hỏi. Thường sẽ dựa vào hệ thống đánh giá của bên thứ ba để tiến hành đánh giá. Công ty săn nhân tài Đặc Huệ dùng hệ thống đánh giá gián điệp của CIA cử sang Đức làm cơ sở tiến hành đánh giá. Nhưng thời gian đâu? Thời gian canh hứa với tôi đâu? Ứng viên có là mục tiêu lý tưởng hay không? Dựa vào việc người đó luôn nỗ lực, rất muốn giải quyết vấn đề. Hỏi phải nói, tôi không nghe giải thích gì hết. Các anh phải chịu trách nhiệm. Gõ xong chưa? Cứ tạm thế đi. Lát cô cho tôi xem mấy thứ đã chỉnh sửa hôm qua. Vâng, anh muốn uống trà hay cà phê? Cà phê. Hai ly. Từng nghe Sơn nhắc đến, nhưng tình hình cụ thể thì tôi không biết gì cả. Người này là Đồ Phương Chí, ông chủ lớn đứng sau tập đoàn Nam Quốc thời sáng. Ông chủ lớn. Tỷ lệ thuận với độ nóng này.
Ông ta vẫn luôn muốn mời một người rất đặc biệt đến chỗ ông ta làm giám đốc điều hành. Vẫn luôn nghĩa là gì? Nghĩa là mời mãi mà vẫn chưa được. Người kia không hề lung lay. Lúc đầu thì thấy không có khó khăn gì. Uổng công suốt hơn 2 tháng, mất rất nhiều thời gian mới cảm thấy có chút khó khăn. Người ông ta nhắm trúng à? Thèm thuồng đã lâu. Anh nói với tôi chuyện này là ý gì? Sean sốt ruột rồi. Tổng bộ rất coi trọng việc này. Thứ năm tuần trước đã tăng chi phí. Trước đây tôi từng bỏ lỡ, nhưng không thấy ảnh hưởng đến danh dự. Lần này thì khác. Một khi bỏ lỡ là chỉ chờ người ta đến xem trò vui. Không được thất thủ trước mặt sau. Không thể. Tưởng tượng thử xem. Nếu thất thủ thì báo cáo quản lý hiệu suất gửi sang Mỹ sẽ viết thế nào? Sean đã có thành kiến với tôi. Đánh giá chức vụ của tổng bộ chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng bởi báo cáo này. Từ giờ đến hạn chót còn bao nhiêu ngày nữa? 20 ngày. 20 ngày sao? Cố thử xem sao. Nghĩ cách giúp tôi nhé. Các anh mang cái này đến đây làm gì? Đánh sói. Ở đây, ở kia, sói xám. Nói gì vậy? Anh ấy mắng anh. Đồ ngốc, anh ấy đang mắng tôi sao? Rõ ràng là mắng hai chúng ta. Được, dám mắng tôi à? Anh không sợ tôi. Ăn thịt các người. Được rồi, bình tĩnh. Dám mắng tôi. Dù tôi không thổi bay được căn nhà này, nhưng tôi có thể dùng cơ thể để đẩy nó. Bố, bố, bố ra ngoài đánh bại sói xám. Được. Đánh bại sói xám? Nào, lại đây. Không đánh được phải không? Không đánh được, không đánh được. Bố, bố. Mệt lắm rồi nhỉ? Vui mà. Phải rồi, lúc nãy khi tôi gào lên, nhạc lên hơi sớm một chút. Yên tâm, sẽ không có lần thứ hai đâu. Không ngon lắm, cô ăn tạm đi. Cảm ơn anh. 20 phút nữa chúng ta vẫn còn một vở nữa, được chứ? Cô đưa tay ra đây. Đưa tay ra đây. Tiểu viên, đợi tôi một chút, tôi nói chuyện này. Lát nữa đợi các bạn nhỏ tiến vào, cậu làm nóng sân khấu một chút. Phát đồ chơi gì đó, làm sân khấu náo nhiệt lên. Được. Các bạn nhỏ, tạm biệt, tạm biệt. Anh Vũ Thành Phi. Chào anh, chào anh, chào anh. Chào cháu. Chú vất vả rồi. Chú cảm ơn. Thích xem chú diễn chứ? Có ạ, bọn cháu xem chú diễn 3 vở liền. Vậy sao? La La, mau mang quà lại đây. Cô bé này xem 3 vở liền đấy. Nào, cảm ơn cháu. Cảm ơn cô. Cảm ơn cô. Là thế này, tôi làm về văn hóa. Đây là danh thiếp của tôi. Chủ tịch Kiều. Rất hân hạnh, hân hạnh. Anh có hứng thú với vở diễn của chúng tôi? Rất hứng thú. Không biết đoàn kịch của anh Vu có cần đầu tư ra bên ngoài lưu diễn không? Lần phỏng vấn này tôi sắp xếp để Điều Nghiên chủ trì. Chúng ta ngồi xem. Cậu Triều Bình mãi má, đương nhiên là cậu quyết định. Chào Tổng Giám đốc Trịnh, chào Giám đốc Lâm. Cố lên, trông cả vào cậu.
Để cậu chủ trì cũng là để phỏng vấn cậu. Đừng nghĩ đến chuyện gây ngạc nhiên, thuận theo tự nhiên là được. Anh yên tâm. Ứng viên Bồ Tiệm, đầu tiên tôi thay mặt Đức Tụ Nhân Hợp chào mừng anh đến phỏng vấn. Cảm ơn các vị. Được rồi, cảm ơn. Mời ngồi. Bây giờ bắt đầu phỏng vấn. Điểm nổi bật trong hồ sơ của anh là mô hình tuyển dụng cho trường học. Mời anh giới thiệu về mô hình này để chúng tôi biết anh chính là người chúng tôi cần. Vâng, hình thức tuyển dụng ở trường học có rất nhiều. Chủ yếu là vì sự đa dạng hóa hiếm thấy của các đơn vị tuyển dụng. Điều lý tưởng nhất là các doanh nghiệp nhà nước vừa và nhỏ, doanh nghiệp tư nhân vừa và nhỏ, bao gồm doanh nghiệp nước ngoài và đơn vị sự nghiệp đều tập trung cao độ. Bản thân tôi từng trải nghiệm tuyển sinh 4 khóa tốt nghiệp. Đặc điểm của mô hình này là thời gian ngắn, phạm vi rộng, lý lịch nhiều, kinh nghiệm ít. Phương pháp truyền thống vẫn được sử dụng, phương pháp công nghệ hiện đại cũng được phát huy. Mời xem bảng thứ nhất. Đây là quá trình tuyển dụng từ trường đại học của một doanh nghiệp IT. Là quá trình tuyển dụng từ trường học, tôi dựa vào hàng trăm doanh nghiệp tổng kết ra được trong 3 năm. Hàng trăm doanh nghiệp. Có con số cụ thể không? Đương nhiên. Mời xem. Đây là tên 117 doanh nghiệp. Theo như tôi biết, trong mắt xích này có một cách hay hơn. Anh nói phải. Mời xem. Đây là phần mềm tôi nghiên cứu để phù hợp với nhu cầu tuyển dụng từ trường học, tiến hành lựa chọn nhân tài sơ bộ. Phần mềm đánh giá nhân tài đơn giản, nhanh chóng, khách quan, toàn diện. Đặc biệt có thể thực hiện đánh giá nhân tài từ xa. Đây là một số tài liệu tôi chuẩn bị. Mời anh xem. Điểm mạnh của tôi là tuyển dụng trực tuyến. Ở Mỹ, tuyển dụng trực tuyến đã được đưa vào quản lý thông tin hóa từ lâu. Đặc điểm lớn nhất của nó là có thể tuyển dụng các ứng viên trên toàn cầu. Ông bơi à? Không bơi nổi. Ấn tượng của cậu về Điền Nghiêu thế nào? Ấn tượng của tôi về cậu ta luôn rất tốt. Vậy mấy người trong buổi phỏng vấn hôm nay? Người tên Bồ Tiệm đó không tồi. Thực tế không viển vông. Cô gái tuyển dụng trực tuyến đó cũng được. Tôi định chọn. Mất một cái cây được cả cánh rừng. Hùng Thanh Xuân và Huệ thành công ra đi, lại có được người tốt hơn. Bây giờ đội ngũ đầy đủ rồi. Tôi cũng có thể nói chuyện với cậu vấn đề tiếp theo. Cậu biết tập đoàn Nam Quốc Thời Sáng không? Có ấn tượng. Trụ sở Thâm Quyến phải không? Cũng làm thương mại xuất nhập khẩu. Năm ngoái cũng đăng ký ở khu tự do thương mại Thượng Hải. Cái này cũng biết à? Đúng vậy. Cuối năm lên sàn rồi. Có một số nhà đầu tư mạo hiểm lớn, lớn đến mức khó tin. Nữ thư ký của chủ tịch tập đoàn đó là bạn học cùng lớp thạc sĩ quản trị kinh doanh ở Đại học Bắc Kinh với tôi. Vậy sao? Sao tôi không biết? Tên Tôn gì Mỹ ấy. Không thường xuyên đi học, trông cũng khá xinh. Nhưng nghe nói là chỉnh sửa hết rồi. Ấn tượng của tôi về Nam Quốc Thời Sáng đều từ cô ấy mà ra. Vậy tốt quá rồi. Đồ phương trí của Nam Quốc nhắm trúng một người. Người này ở Bắc Kinh. Ông ấy muốn công ty tôi săn người này đến công ty ông ấy làm giám đốc điều hành. Muốn bằng được sao? Vậy tức là ông ấy đã khảo sát rồi. Anh chỉ cần cố gắng thuyết phục người đó đến chỗ ông ấy. Vậy có gì khó? Trên đời này ai lại từ chối chức giám đốc điều hành của Nam Quốc Thời Sáng chứ? Ý gì vậy? Bị từ chối thật à? Người này làm gì vậy? Cán bộ nhà nước Phúc Mân Kinh là tiến sĩ quản trị Đại học Thanh Hoa, tốt nghiệp thạc sĩ quản trị kinh doanh Đại học Columbia. Hồi trẻ có nhiều thành quả nghiên cứu, sau đó theo chính trị cũng rất thuận lợi.
chỉ trong 8 năm đã làm đến Phó Chủ tịch Khu Phát triển Kinh tế và Công nghiệp Bắc Kinh, đánh giá thành tích chính trị rất tốt, chủ yếu là phụ trách quản lý kinh tế tổng hợp của khu quản hạt, chỉ đạo kế hoạch, điều chỉnh phối hợp làm việc với ngân hàng, bảo hiểm, tài chính. Sao Đồ Phương Chí lại thích khúc... khúc gì nhỉ? Khúc Mân Kinh. Họ là bạn học đại học. Đại học đó chẳng có danh tiếng gì, là loại 2 ở tỉnh. Sau khi tốt nghiệp, Đồ Phương Chí đi làm ăn kinh doanh, Khúc Mân Kinh đi học thạc sĩ ở Thanh Hoa. Mỗi người một con đường. Chỉ có điều Đồ Phương Chí vẫn luôn rất quan tâm đến người bạn học cũ này, cũng rất hiểu sở trường của anh ta. Giờ Khúc Mân Kinh thuận buồm xuôi gió, đường công doanh, toại nguyện, Nam Quốc thời sáng phải trả bao nhiêu tiền mới khiến anh ta đồng ý. Viên Khôn đã từng tiếp xúc. Lúc đó đưa ra mức lương hàng năm là 2 triệu tệ, nhưng bị từ chối rồi. 2 triệu mà cũng bị từ chối. Giờ còn lại mớ hỗn độn này, Viên Khôn vẫn chưa từ bỏ, muốn đổi người, muốn thử lại. Vụ này có nhất thiết phải tìm công ty săn nhân tài không? Đồ Phương Chí đích thân đưa tiền là tốt nhất. Bạn học cũ mà. Ông chủ Đồ đó là một người khác thường. Anh ta đưa ra điều kiện rất kỳ lạ. Đó là không thể để Khúc Mân Kinh biết người săn anh ta là bạn học cũ của anh ta. Có nhất thiết phải ra điều kiện này không? Sợ bị từ chối không chịu nổi sao? Thứ nhất là không chịu nổi. Thứ hai, anh ta không muốn Khúc Mân Kinh khó xử. Theo lời của Đồ Phương Chí, đó là phải cho anh ta lựa chọn công bằng. Nói hay không có khác biệt gì không? Đi săn Khúc Mân Kinh chắc chắn sẽ nhắc đến đơn vị tuyển dụng, nói đến Nam Quốc thời sáng. Chẳng lẽ Khúc Mân Kinh lại không biết Đồ Phương Chí sao? Nam Quốc thời sáng hiện giờ vẫn đang trên danh nghĩa của bố Đồ Phương Chí. Trong tài liệu công khai không có tên của Đồ Phương Chí. Chuyện này đã bị từ chối vô điều kiện rồi mà anh vẫn đến tìm tôi. Là ý gì vậy? Đây là mối làm ăn lớn. Tuy Viên Khôn không làm được, nhưng vẫn chưa từ bỏ. Tôi muốn để cậu làm, để Đức Tụ Nhân Hợp làm. 2 triệu tệ còn bị từ chối. Nam Quốc thời sáng có tăng giá không? Được. Cậu chẳng nói thừa câu nào. Có nhắc đến rồi. Tăng lên 2,6 triệu rồi. Tại sao lại tìm tôi? Trụ sở Bắc Kinh của công ty săn nhân tài Đặc Huệ đăng ký ở khu này. Mở công ty ở khu vực của người khác lại còn muốn đến nhà người ta săn phó chủ tịch của họ. Để họ biết được, e là gặp rắc rối. Cậu mà làm, dù có đắc tội với chính quyền ở đó, thì cũng là công ty Đức Nhân các cậu đắc tội. Các cậu lại không có chi nhánh ở Bắc Kinh phải không? Thời hạn thế nào? Đây là chuyện cấp bách. Lúc trước Viên Khôn đã lãng phí rất nhiều thời gian, giờ chỉ còn lại 19 ngày. Anh đang bắt tôi lên núi đấy à? 19 ngày. 19 ngày đến thời gian làm việc và nghỉ ngơi của Khúc Mân Kinh, tôi cũng không thể tìm hiểu được. Anh tìm người khác đi, nếu như hoàn thành nhiệm vụ lần này. 12% của 2,6 triệu tệ. Thù lao của cậu là 312.000 tệ. Cậu cũng không phải bắt đầu từ đầu. Viên Khôn trước đó đã làm rất nhiều việc, ít nhất thì tài liệu phong phú. Nếu như không hoàn thành nhiệm vụ thì sao? Vậy thì chỉ có thể lấy tiền cọc thôi, 2%, thanh toán mỗi ngày 800 tệ tiền phiếu. Tôi phải suy nghĩ đã, nghe có vẻ không đáng tin lắm. Bị tiền làm dao động rồi chứ gì? Tôi gợi ý nhé, cậu cứ đi Bắc Kinh trước. Nằm trong khách sạn thoải mái, từ từ suy nghĩ. Muốn nhận việc này có thể bắt đầu ngay lập tức. Không muốn nhận có thể lập tức quay về. Cậu ở đây suy nghĩ. Đợi cậu nghĩ thông rồi thì cũng không còn thời gian nữa. Trụ sở chính ở Bắc Kinh sẽ có người phối hợp với cậu. Bề ngoài cậu là người của Đức Nhân. Trên thực tế, cố vấn cao cấp của công ty Đặc Huệ mới có tư cách nhận vụ này. Cậu phải có suy nghĩ, muốn thử. Tôi được, tôi nhận.
Vé máy bay của cậu 2:10 chiều, mau đi đi. Còn phải sắp xếp đồ đạc nữa. Vé máy bay anh cũng đã mua cho tôi rồi. Thế mà anh còn giả bộ ở đây bàn bạc với tôi, nham hiểm quá đấy. À, thương gia, Viên Khôn tỏ ý xin lỗi cậu. Xin lỗi gì? Ngân hàng vốn đầu tư của Pháp, anh ta nhận sai rồi sao? Chiều nay tôi phải đi Bắc Kinh một chuyến, việc công ty tạm thời giao cho Điền Nghiêu phụ trách. Tổng giám đốc Trịnh, tôi vừa mới đến, vẫn chưa quen thuộc. Dạ, Y Mai, cô là nhân viên cũ, giúp đỡ Điền Nghiêu nhé. Mã Tiểu Hồng, cô cũng thế, có việc gì thì hỏi. Anh yên tâm, chuyện ở nhà anh cứ yên tâm. Tổng giám đốc Trịnh yên tâm. Sắp xếp như này trước giờ đều không thể tưởng tượng được. Người mới đến phụ trách công việc, đây là điều chưa từng thấy. Đúng thế, tổng giám đốc Trịnh, tôi cũng lo lắm. Không có gì, đừng lo. Đặc điểm của công việc săn nhân tài chính là như vậy. Thông tin liên lạc bây giờ phát triển như vậy, tôi ở Bắc Kinh hay ở đây cũng đâu có gì khác biệt. Tôi cũng từng nghĩ công ty không có chuyện gì, tôi vẫn phải ở đây mới được. Anh đi Bắc Kinh làm gì? Giúp công ty đặc huệ làm một vụ mà họ chưa làm được. Sáng mai thư ủy thác sẽ được gửi đến. Còn có tiền cọc, nhớ kỹ, chưa nhận được thì dục. Được, tôi biết rồi. Số tiền cọc là bao nhiêu? Thư ủy thác có kèm theo hợp đồng, trong hợp đồng có. Cậu nhận được thư ủy thác thì gửi cho tôi một bản. Anh đi một mình có được không? Có cần trợ lý không? Phía Bắc Kinh sẽ cử trợ lý. Tôi thấy anh vẫn chưa được nghỉ ngơi thoải mái. Tôi yếu đuối như vậy sao? Anh dọn đồ à? Còn một chút nữa thôi. Anh phải ra ngoài à? Em đi không phải vì anh không tốt với em, mà là em thật sự muốn trải nghiệm xem rốt cuộc cảm giác nhảy là thế nào. Trải nghiệm được chưa? Cái lợi của việc này chính là khiến em không thể không tôn trọng bản thân, có cảm giác tiến bộ rất nhanh. Nhảy việc dễ bị nghiện, cẩn thận bị mắc chứng nhảy việc đấy. Nhảy việc lần này, em đã hiểu được rất nhiều giá trị của việc săn nhân tài. Mỗi người đều ở vị trí mà họ dễ thể hiện giá trị bản thân nhất. Xã hội này chính là xã hội văn minh, ngược lại sẽ là đi ngược với nền văn minh. Nhảy việc một lần đã có cảm nhận sâu sắc thế này rồi, nhảy việc hai lần chắc cậu sẽ trở thành nhà xã hội học. Em không đáng để anh chế nhạo. Anh Trịnh, anh nói xem vì sao chị Hùng lại rời xa anh? Đã từng nghĩ, nhưng đến giờ vẫn không hiểu được. Cậu nói xem tại sao? Em hiểu rồi, có lẽ là giống em, đều muốn thử xem cảm giác nhảy việc sẽ thế nào. Sao cậu lại phát hiện ra? Chị Hùng thích người mãnh liệt. Hồi anh chị mới quen nhau, anh là người rất mãnh liệt. Giờ người từ anh về kia có sự mãnh liệt, còn anh thì không. Lai nhân tới tìm anh cũng không thể khơi dậy được sự mãnh liệt trong anh. Chị Hùng chỉ có thể nhảy đến chỗ Khải Văn Dương thôi.
Đợi khi nào tôi rảnh, tôi sẽ suy ngẫm về cao kiến của cậu. Nếu đúng như cậu nói, tôi không còn sự mãnh liệt nữa, thì đó là nỗi buồn của tôi. Những ngày tháng sau này sẽ tối tăm mù mịt. Cảm ơn đã nhắc tôi. Anh Trịnh, anh có rảnh không? Em muốn nói chuyện một chút với anh về La Hy Nhân. Người phụ nữ này bên trong vẻ thanh lịch, có một trái tim dễ rung động. Thành công, tôi phải ra sân bay rồi. Cậu cứ từ từ dọn dẹp. Sau khi thu dọn xong thì phiền cậu giao lại chìa khóa cho Tổng Giám Đốc Điền. Tổng Giám Đốc Điền nữa. Nhanh vậy sao? Đúng. Một giây trước khi cậu trở thành Tổng Giám Đốc Huệ, cậu đột nhiên đi. Muốn biết cảm giác nhảy việc là thế nào? Trước khi đi, anh tắt hết điện, nước, ga, giống như trước đây vậy. Tạm biệt. Tổng Giám Đốc Huệ. Chào Tiểu Kim, tôi đến rồi. Cậu ở lối ra số mấy? Đây là chìa khóa xe, đã đổ đầy xăng rồi. Đây là thẻ phòng khách sạn, đăng ký bằng tên của anh. Trên bàn làm việc ở trong phòng có một tập tài liệu, trong đó có tài liệu anh cần. Trên cặp tài liệu đó có một cái USB, bên trong là tài liệu bản mềm. Khách sạn có cả đồ ăn Trung Quốc, đồ ăn Tây và phòng tập. Chi phí dùng bữa, dùng phòng tập của anh tính hết vào thẻ phòng là được. Phải rồi, trên tủ đầu giường có danh thiếp của tôi. Nếu anh cần giúp đỡ gì thì cứ gọi điện cho tôi. Được, cảm ơn. Luồng khí ẩm của Thái Bình Dương đã thổi đi sương mù của Bắc Kinh, thổi đi cả những khói mù của nền tài chính. Năm 2014, các chương trình chiến lược quản lý kinh tế của Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh cấp cao, hội thảo chủ tịch cấp cao của Đại học Bắc Kinh đã bắt đầu tổ chức lại. Thời khắc này đã đưa chúng ta hội tụ về nơi bắt nguồn của tư tưởng Trung Quốc hiện đại, ngôi trường trăm năm, Đại học Bắc Kinh. Hãy lắng nghe những phân tích của các bậc thầy về tình hình hiện nay và những đối sách của các nhà kinh tế. Được rồi. Tới lúc đó nhớ đến xem nhé. Cảm ơn, tạm biệt. Chụp đẹp lắm. Khúc Mân Kinh vừa vào trong. Khúc Mân Kinh là lãnh đạo lớn ở đây. Gọi thẳng tên thì không hay lắm. Gọi bằng biệt hiệu đi. Biệt Trâm. Gọi là Biệt Trâm đi. Được, gọi là Biệt Trâm. Cậu đã từng gặp Biệt Trâm chưa? Tình cờ gặp cũng tính. Chưa từng. Tôi từng làm trợ lý cho Phó Tổng Viên Khôn 2 tháng, chỉ phụ trách sắp xếp tài liệu. Những cuộc gặp mặt với Biệt Trâm đều do Phó Tổng Viên tự bố trí. Anh ta là chuyên gia tài chính, những người quen biết đều có liên quan đến tài chính. Người nói chuyện với anh ta là giáo sư của Trường Đại học Kinh tế Tài chính. Họ sẽ nói chuyện gì? Cũng không biết được.
Giờ đang có tình hình mới. So với lúc phó tổng viên săn anh ta thì thuận lợi hơn. Tình hình gì? Chủ tịch của khu phát triển kinh tế và công nghiệp sẽ vào thành phố. Biên Trâm tham gia tranh cử chức chủ tịch khu đó. Lúc phó tổng viên đến, cơ hội thăng chức lên chủ tịch của anh ta rất lớn. Nhưng hôm qua tôi nghe được tin nội bộ. Theo kết quả khảo sát, khả năng thắng của anh ta không cao. Tôi chưa nghe nói về chuyện tranh cử. Thế thì đúng rồi. Nếu phó tổng viên nói chuyện này với anh nhất định sẽ không nhận vụ này. Biệt Trâm là thành phần trí thức có hứng thú với việc làm quan. Chuyện đó có thể hiểu được. Nếu anh ta không trúng cử, đối với tôi mà nói, đó là một cơ hội tốt. Năng lực xã giao của anh ta thế nào? Trong tài liệu viết rất chung chung. Anh ta là một kiểu người mâu thuẫn rất đáng được nghiên cứu. Anh ta là thành phần trí thức, nghiêm khắc, cẩn thận, thanh cao, làm việc theo nguyên tắc, nhưng lại có hứng thú với công việc hành chính. Nhưng xã giao là điểm yếu của anh ta, không thích qua lại với người khác. Tiếp khách cũng rất ít. Nghe nói khi đi họp ở thành phố, chủ tịch thành phố đùa anh ấy là lá đỏ Tây Sơn, vừa nóng vừa lạnh. Nó cũng gần như người có nhận thức chính trị và nắm vững kiến thức chuyên môn. Đó là vợ anh ta à? Trông có vẻ trẻ hơn trong ảnh. Đúng là vợ anh ta. Ít gặp. Vợ anh ta rất ít khi đến công ty tìm anh ta. Chị ta tên là Đàm Tự, là phiên dịch cho Bộ Ngoại vụ của thành phố. Bố cô ấy là nhà văn nổi tiếng Đàm Phù Tang. Thiên kim của Đàm Phù Tang trẻ như vậy sao? Vì sinh muộn mà. Nghe nói Biệt Trâm muốn đi theo con đường làm quan. Bố con họ Đàm đều không ủng hộ. Con nhà có học mà, không quá thích những thứ quyền thế. Con gái của họ thì sao? Giờ là lúc tan học rồi. Có lẽ ở trong xe của vợ anh ta, vừa đón từ trường về. Hôm nay nhiều sương mù, dự báo là hơn 300. Con gái anh ta bị bệnh về đường hô hấp. Các hạt vật chất nhỏ mà vượt quá 200 sẽ khiến khó thở, da sẽ bị dị ứng. Tôi đã từng nói chuyện với bác sĩ trị liệu cho cô bé. Bác sĩ bảo con gái anh ta thường xuyên đến bệnh viện để khám và tiêm thuốc. Tâm lý của cô bé không bình thường. Tâm lý của một đứa trẻ 11 tuổi có gì bất thường chứ? Chính là trốn tránh, chán ghét bác sĩ. Nhà anh ta có một đặc điểm đặc biệt. Gia đình có học vấn cao, nhưng thường xuyên cãi vã vì con cái, hàng xóm đều biết cả.